mình trồng và người khác được. Cho nên khi chưa bị biết rằng mình bị kiếp sâu này, đừng nên xuống dưới tam bảo để mà trả lại. Trả hết rồi mới tính không hết. Xuống dưới đó cái cơ duyên tạo ra thì chưa mới nhiều ở trên không. Xuống dưới cảnh địa ngục khổ sở, bị hành hạ, bị thiêu đốt, thì bên thầy sẽ được giải vạn kiếp, tạo cho cái khổ thêm khổ không mất mình. Trong quá khứ mê mờ tạo nhiều nghiệp ác, nay dắt mình đi trở về tịnh phương để có cơ hội cứu vãn cái tê hại của mình trong quá khứ, mới là phòng, mới là chiều. Được không? Phật cho mình làm như vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật đã giới thiệu chúng sanh trong thời Phật pháp này với hàng phàm phu tổ chức sau này chỉ còn câu A Di Đà Phật. Tại cái lúc này hãy tin gì? Tiêu nguyện tin chưa? Có nhiều người không tin chưa thôi. Cái pháp môn niệm Phật lại là không tốt thì tin không tốt thì mà là duy trì. Còn không tin thì không chịu. Chịu thì tin chưa? Nếu như mà nói là mình đã biết xong này, mình trở về Tây Phương không được, mình phải bỏ cái niềm tin này không? Đừng bỏ cái niềm tin. Phải giữ niềm tin này, nó sẽ chặt niềm tin này. Chịu vì cũng giống như là mình đang trôi trong cái dòng nghiệp lực mình mà cố vớ được cái phòng. Chịu vì đó mình sẽ chắc cái phòng này. Đừng buồn này. Buồn là chết. Phao này chính là cầu A Di Đà. Phao này chính là đại nguyện của Đức A Di Đà. Cái phao này đường vượt qua cái gọi là cái cuộc sống, sống mà dồn, sống mà dồn, dồn, dồn đi thẳng về Tây Phương để chịu. Thiếu niềm tin chịu thôi. Các bạn nghiên cứu nhiều không? Câu hỏi. Câu hỏi. Một câu A Di Đà Phật mà niệm tức cùng thì bao nhiêu người nghiên cứu coi chừng bởi vì người ta không thấy được gì. Mình không còn nghiên cứu mà mình chỉ còn tồn trữ phát triển nuôi dưỡng niềm tin coi chừng mình thấy được rõ đường đi về Tây Phương rằng cụ thể. Cho nên mong chừng phải đi đi chừng vững lấy niềm tin mà chư đại Bồ Tát cũng lấy niềm tin mà trở về Tây Phương. Ta là một phụ mà không chịu lấy gì của mình đi, mà lấy cái kiếp dạy của mình đi, không chịu làm phần người thôi. Hết sáng, hết gần. Của chuyện chân. Cho nên phải lấy niềm tin vững vàng để trở về Tây Phương, mong đi được trở về kẻ. Người nghiệp chứa nặng hãy ngày đêm quyết tâm niệm Phật, nhờ hồn lúc lòng chung tiến hành đầy đủ mà đến niệm Phật thành chứ không có đến niệm Phật thành là sao chứ? Là người còn nghiệp mà được phản sanh. Ngài Thượng Nhân Pháp Nhân Thượng Nhân nói người mà nghiệp chứa nặng đề như vậy là những người được ai đi làm thương nhất. Vì chính chúng ta là người phàm phu trợ chứng sâu đẳng nhất, cho nên mình thưa cái người phàm phu trợ chứng của chúng ta nhất đúng không? Còn các người mà thường ngày thường tiến các ngày đâu có cái gì mà thương người ta chấm mắt không thương cái này đâu. Cho nên mọi người phải nhớ là đã là phàm phu với thương nhau, cứu nhau, lo cho người cứu nhau, gọi là đồng hoàn tương thân, đồng cảnh hoàn nạn, cố gắng thương nhau. Thương nhau bằng cái gì này? Tôi thương chị quá, tôi thương anh quá, tôi thương em quá, tôi thương chú quá. Coi chừng không bằng phát tâm đi hộ niệm để mà cứu độ nhau là thương nhau. Đồng tình thương nhau là cứu nhau. Quyết làm thì con người mà có cái duyên, họ đã chấp nhận tất cả điều kiện mình xin chưa vì phát tâm ta đi hộ niệm. Là
đi hội được người ta thì phải cố gắng học hỏi nghiên cứu phương pháp cho đúng, khai triển cho đúng, trồng vững để cho người ta càng ngày càng tin tập vững mạnh kiên cố phát triển để họ đó là thương mình. Thương mình là quý vô cùng, thương mình là chính xác vô cùng. Đừng có nên sợ ý rồi ý là rồi nhiều khi mình nói thì mình sai lầm. Ví dụ như Doan cũng có thường những ba người mình làm sai lầm, thấy một người thường phải càng mong mong đứa mình là Bồ Tát rồi, đứa mình là Phật rồi, siêu mạng siêu mạng, cái đó là không đúng. Hãy nghiên cứu thật kỹ để mà hồ niệm cho nhau. Qua cái phần hồ niệm chú ý trường sau cho mình rõ hơn một chút. Thế nào là vững được hồ niệm? Chứ không mong thì chúng ta cũng đi hồ niệm, nhưng mà tại sao mình cần niệm Phật chẳng? Mình cũng không thấy Phật chẳng. Nếu những người bệnh nhân là không đủ tín tâm thì đủ thừa cho được. Nếu họ không chịu một cái quan tâm thì đủ thừa cho được. Nếu mà tín tâm vững vàng, gia đình hỗ trợ tích cực, mà mình hồ niệm cũng coi chừng không được, có thể phải kiếm điểm lại thôi cách mình hồ niệm đúng là sao. Cho nên khi đi hồ niệm có những mấy bộ phim này hãy quay lại đi. Quay gì? Quay trong lúc mình phải vừa coi là cái lúc đó. Quay trong lúc mình niệm Phật nhưng mà có đúng lúc không? Mình cũng quay lại tự nhiên thấy phát hiện ra. Cho nên hôm nào trước là trong chú trường là đi giúp cho người bạn thì mỗi người cũng ngay coi phim. Tại vì để cho người ta quay lại trong lúc mình đã khai thị. Thế không là cái sự sùng lắm không? Mình hộ niệm, mình khai thị nhưng mà có tương đáng lắm không? Mình nói cái nhanh lắm không? Mà mình có vui không? Hay là sao đó? Mình có những cái động tác cử chỉ tâm lý mình nó ứng hợp với cái tình trạng đó. Tự nhiên mình coi trong phim đó mình có thể phát hiện. Còn đấy, tôi hồi đêm tôi cũng khai thị dữ lắm, nhưng mà thực ra khi mình khai thị đúng rồi, mặt mình thì rất là căng thẳng, làm cho mình căng thẳng. Người bệnh buồn có một buồn thứ 10 rõ ràng. Phương pháp hộ niệm là khuyên người bệnh buông tình chấp ra, giữ vững tín hạnh nguyện để phản sanh. Đúng không chị? Đúng. Đây là tâm quan, chứ không phải là chi tiết. Cho nên có nhiều người nói là hộ niệm là buông ơi bác ơi buông xả ra đây chứ hộ niệm đến buông xả ra rồi buông xả ra rồi. Nhưng mà coi chừng khi mà người ta bệnh chút mình đấy bác ơi buông xả ra đâu mình làm biết buông xả cái gì đâu. Mà rõ ràng có một cái chất đang chất bên cạnh mà họ biết. Và tôi mới nói là đơn giản. Nhưng mà cái chất nhẹ gì đó nó lại là quyết định cho cái bản thân này. Cho nên khi một cuộc hộ niệm nó có một cái kinh nghiệm. Một người họ sơ ý trong đời bị khổ nhiều quá. Họ sinh con không được. Cho nên tôi có bầu với người ta đã phá thai. Rồi bây giờ chị đã phá thai như vậy là cái nghiệp của chị nó nặng vô cùng, chị phải xuống đưa luôn đi để cho làm sao chị phải tay phương được chết rồi chết rồi. Người ta sợ về cái lúc còn sai lầm, lúc còn nhiều nhất là người ta không thể làm. Chị đã phá thai bây giờ cái mang nó tốt rồi nợ chị nó quốc cổ chị nó bắt chị phải trả nợ cái mặt phá thai lại là con cái trong nhà mình phá thai nó còn cả tấm nhưng mà chị mất dơ mất tục mất người mà nói như là tự nhiên là chị người ta tan rồi. Có nhiều người hồi giờ người ta không biết tu khi không biết niệm Phật gì cả, người ta không biết A Di Đà Phật là cái gì cả. Nhưng mà giờ mình hướng dẫn mình hướng dẫn chỉ vững được Phật Thanh Tây Phương, người ta đang tinh tâm vững mạnh coi chừng người ta phải thật. Mình thở mình hiểu hồi giờ chị không có niệm Phật, hồi giờ chị không có tu nhà chị, hồi giờ không có ăn chay ngồi làm sao chị được Phật Thanh. Phật Thanh là mình dễ dàng tại ai, nếu mà dễ dàng ai cũng Phật Thanh hết làm sao làm để bao nhiêu tinh tâm đi qua. Đó là những người hiểu đạo nhiều quá mà không hiểu pháp của mình. Tại vì không hiểu pháp hộ niệm cho nên mới nói như vậy. Chứ người mà hiểu pháp hộ niệm nói là Phật dạy tất cả chúng sanh dẫu có chỉ cho tu trước hay tu trong khi nhận được cái danh hiệu A Di Đà Phật
tin tưởng vững vàng thì chỉ được Phật. Như vậy hôm nay hồi giờ chỉ không tu, nhưng mà đời này chỉ gặp được có A Di Đà Phật, phát tâm chỉ tin tưởng là cho nhiều đời nhiều kiếp chỉ đã tu. Nói dạ chưa, con chưa có cô thọ tâm quy, bây giờ có được Phật hay không? Được chứ sao không được, chỉ đã thành tâm niệm Phật trở về thì cũng là chỉ đã quy A Di Đà Phật, quy tịnh lương thừa là quay về, đúng không? Mình niệm A Di Đà Phật về tới phương cực, tức là mình đã tin tưởng nương nhiều vào A Di Đà Phật cũng quay về ngày quy y sanh. Mình đâu còn gì biết làm này. Nếu mình chỉ muốn quy là một vị sư tử quy không có thì không, bây giờ chỉ thành tâm tự quy đi, tự nhiên là mình thêm một cái số độ nương nhiều, phải không? Cho nên chỉ chỗ cái điều những vị thiên chúa giác người ta không còn quy đi mà hồi họ vẫn vẫn sống. Chính giờ đại hội được hai người, chính là trong đoàn giờ được hai người. Thành ra đi thân thức còn tốt là như thế. Nếu mà họ không có nhờ đồ thì lại làm sao có thể được đâu. Nếu mà những người tu mà không tin vào Phật thì còn chưa chắc gì ra đi được như những người mà những người mà phán chứ. Cho nên A Di Đà Phật cứu độ tất cả chúng sinh không có việc. Dân tính cũng không có việc, tôn giáo cũng không có việc, ngôn ngữ cũng không có việc. Bất cứ một người nào. Chỉ kể cả là ngôn ngữ bắt đầu người ta khuyên đảm được thôi chứ không. Cho nên mình coi cái việc khuyên cái việc chắc chắn cái việc bảo tồn đi cho một người đất một người tiền của người ăn thì cũng không có khuyên. Tại tôi biết tính tâm họ không có, họ không có nhiều. Cho nên chúng ta có nhiều hãy cố gắng mình. Cho nên khi mà người khu gia đình chấp làm là nói chung thì cái lần nói chuyện nó nằm ở trong cái phòng gọi là sơ xuất của người bệnh mà dặn là nói rồi mong chịu việc lên trên trực tiếp đây là còn không thì nhắc cái giấc quan lại lắm là như vậy. Chúng ta là những người bệnh nhân này chưa tình chấp nằm lắm đó nghe trong phòng chịu việc điều trị báo năm thì định nghĩ là buồn xa thì đã nhìn thấu buồn xa mình cứ nhìn thấu cái gì đấy cứ nói nhìn thấu gì bác buồn xa bác buồn xa bạn được trước lúc đó khó lắm khó hộ niệm không phải gì vậy. Hôm nay tôi mới buồn xa ngày mai đó bác rồi bắt đầu là như những cái đầu lắm thôi mình chỉ chấp nhận để được than vì mình biết đầu mình là nói người ta buồn xa đấy. Cho nên bác buồn xa bạn được đi nhiều khi có một duyên đầu là nhức đầu chút người ta chịu ở người ta cạnh tại sao tôi đã quá bắt được niệm phật không mà. Cho nên những người mà thường thường đi tới cầu tu chung với người ta bị phiền não tại vì cái nhóm người đó là làm từ phiền não bao nhiêu giờ tu riêng của mình là những người không chịu buông xa cho nó hãy nhớ chị mà bên cạnh đó như vậy cũng được có sới mà quên cái chỗ là chịu buông xa bởi vì phá hủy được của đạo đạt thí dụ anh dùng điện thoại đang có lập đang đạt anh đang đạt đến ngày đây là ngày tỉnh thổ mà chịu bị cứ mở không ra anh tách đến tài phan thì buông xa nói chút anh tách làm chuyện đã xanh không phải như bạn nhớ thì vì các bạn mình phải nhắc đâu đó là nó đừng có nên sợ và một đạo đàn nào thú giữ những quy luật của đạo đàn đó cho có phải tu buông xa là người ta có trạng đúng không có trạng tại vô này cũng buông đem nước tới cũng có để là có chuyện nào vào trong cái niệm của người ta cho nên đó mình chắc là tôi nói là vào một cái thiên đường chúng ta không được gì phật trong cái này rồi tôi thích đâu làm đâu không phải như vậy mình vào trong cái cầu mà người ta trì chú mà đem đặt có bài gì là bỏ qua không là không được mình phát cái người của người ta không phải người ta la thì mình nói chuyện cho nên chưa phải chú ý chỗ này buông xa là buông cái tình chấp những cái gì khó khăn của mình tập buông ra buông cái gì nữa chưa phải gì có buông cái gì đấy coi chừng bây giờ mình không thể chết nhé mà khi mà mình không phải lo lên lo xuống ngày đi lâu đó là sợ mình tại vì sợ chết cái sợ chết là cái mà nguy hiểm nhất nó nằm đó trong đầu cả tưởng là nó mất rồi tuy mà khi mình xuống coi chừng mình vướng những cái hình ảnh mất hoàn sạch mình không chịu tin vào mình tin ngay đó khi mà mình xuống mà thôi bây giờ bắt một con mèo cắt cổ đi đốt nước máu ra uống chút rượu vô thì mình hết mình cũng la côi trừng bị đánh ví dụ như pháp hộ niệm chư tổ có dạy đừng nên ăn ngũ tâm ngũ tâm này cái chất hành tiêu tối mà nếu tôi mua sang hết có gì cả nó được mình côi trừng có tâm lý này chống là một người đang ngạo mạn của chư thiên tâm của phật
nên khinh thường chuyện người ta, tại các ngài không chịu phục vụ mà mình tối ưu này. Tại sao các cái chùa kia người ta quan, tại sao một người kia quan kể người ta là các ngài đó, các ngài tự lực, các ngài không cần sự giá trị, nhưng mình rất cần sự giá trị. Tại mình đi theo con đường gọi là con đường gì luôn, luôn luôn là gì, mình cố gắng tối đa, mình nhờ người ta làm việc đó, chịu hy sinh thế nào. Còn ở các cái việc mà trong cái tư tưởng là một mình đi, không cần nhờ ai hết, tức là ý chí họ vững mạnh. Nhưng mà nếu mà vượt qua được họ khác, họ vượt qua được họ chuyện này, còn mình không ngoan, kết bè với nhau, cùng hỗ trợ, cùng đi, thì mình không có cái khôn ngoan của mình. Mà khôn ngoan chưa đủ, hãy giữ phần chưa đủ để ai đi nào đưa nhanh lên. Nhờ hộ niệm mà nhiều người đã vượt thoát được ác nạn của nghiệp trước, đới nghiệp phá sanh, đúng không chứ? Đây là cái bằng chứng cụ thể. Hiện tại bây giờ dân có thể tin tưởng này, hàng ngày ở tại các nước Việt Nam của mình có nghiệp phá sanh, chịu tin. Nhiều khi mình đang nói chuyện này ở Việt Nam có nghiệp phá sanh. Đây là rất của người Việt Nam chúng ta. Mình cũng phải cảm ơn những người ngồi. Cho nên khi nào chưa về Việt Nam gặp những bạn chưa về tới đánh lễ, tôi muốn đánh lễ những người ngồi này, tôi muốn đánh lễ họ đó. Họ cứ đứng đường ngồi. Khi tới thăm một bạn mình thấy gặp một cái trường hợp mà họ nhận người ta kêu tôi tới rồi hai thị dùng, mà tôi cũng thành công nói chưa về cái thị đi hướng dẫn đi tôi còn làm và ké tập lố mà người ta không cho. Ví dụ như bạn kia tới gặp đánh lễ các vị đã bắt các bác gì bác thì một đội đó tới ngày thì đến tới đó mà không cho cứ bắt tôi làm, tại vì tôi làm tại đây thì tôi chịu nhà lấy đâu ta bắt tôi làm cái đó, chứ đúng là tôi muốn học những cái cách của mình, tại vì tôi nói thì giỏi nhưng mà chưa chắc tôi làm giỏi được người ta, chứ vì không cái kinh nghiệm thực tế quan trọng vô cùng. Ở đây lâu mình mới có hồi này một lần chưa đủ một đội này, chưa vì không thêm thì đó, thì ở đây thì không nói gì, tất cách này có thể giúp cho chúng mình một cái chút ít được mà chúng mình cố gắng nghiên cứu qua để mà cái cuộc hội này của mình nó được thêm chút ít nào vững mạnh, rồi sau đó mình lấy kinh nghiệm từng bước, rồi sẽ nó càng viên mãn hơn. Đừng bao giờ nghĩ làm đúng hay làm gì đó của nó không tốt. Dù là quán tâm trái chủ rất khốc liệt nhưng thành tâm sám hối thì ai cũng dễ dàng tự qua giải đấy, đúng hay sai? Sai. Dù là quán tâm trái chủ rất khốc liệt nhưng thành tâm sám hối thì ai cũng dễ dàng tự qua giải đấy, đúng hay sai? Sai. Đúng ai nói đúng? Sai. Ai nói sai? Ai nói đúng? Ai nói sai? Nhiều lắm đọc lại cho một lần nữa để bọn nghe người ta còn tin rằng nha, không được mở sách ra nha, người ta mở sách ra coi rồi đấy. Nên dù là quán thân trái cũng rất khó được, nhưng thành tâm sám hối thì ai cũng dễ dàng tự hóa giải đấy. Ai nói sai? Ai nói đúng? Cái câu này sai. Không phải đúng. Thành là tâm sám hối tự hóa giải. Xin thưa quý vị, quán tâm trái chủ cũng là phạm phu cho vay hạ cá nhân. Mình nhiều khi có một người nào đã làm sai với mình, họ có năng lý quỳ lại mình xin tha, mình tức mình cũng đọc người ta cũng chết là đấy chứ. Mình là người cái trí huệ ban này mà người ta mới cào sơ cái lòng cái tay một chút đau chút cái có nhiều dữ vậy. Còn trong khi mình chắc có người ta mổ ruột người ta mình đánh tâm người ta là cây món mình có nhiều người ta quyết định mạng người không phải gì. Chứ vì cứ nhớ cái ngày ngộ đạo, ngộ đạo thực sự bằng cái ngày tu của người đời thì có thể mà ông thân thể đúng nhất không tha là âm thầm lặng lẽ lên đấy đúng ta quyết thể, cho nên từ hóa giải nhưng mà nhờ cái lực tâm người, nhờ cái sự thành thắng của mình mà nhờ các cái vị mà hộ niệm thành tâm có điều sáng cho chư thiên lâm
quang minh của chư Phật, chư Bồ Tát trước nữa sự thì mà có giải, chứ không phải dễ dàng thì có giải. Cho nên thành tâm sống là cái điểm căn bản của cái người bình dân của chúng ta. Thành tâm sống là cái điểm căn bản của người tổ chức chúng ta. Lúc nằm xuống rồi mà nói bác hồi điều chắc lúc có nhiều lúc cũng mê mê vào, nhiều lúc cũng buồn buồn vào, quên đi vào, không mà không chú ý mà. Nhưng mà nhiều khi mình cũng có vô tình vào, mình làm nhiều điều sai lầm lắm vào, có không bác? Không, tôi hiện tôi tốt lắm rồi, tôi hiện là sự lắm, tôi không bao giờ làm cái sai cho bác tôi, bác tôi sao không? Chết rồi. Những người mà có cái tình tâm này, tôi chỉ cố không chẳng nào có thể, có gì? Mà chưa thân thêm một vật, lúc đó mình đặt mắt tạo thôi thì chân phải để lòng chứ không biết không sao. Này cũng nói nó xí vô chuyện này. Nhưng mà nó người dạ đối là tổ chức vô nhiều năm, tôi biết tôi đổ lời qua bây giờ tôi sẽ thành tâm trạng không. Một câu thành tâm sống của mình dựa vào cái đó mà được giải dựng như thế. Mình năng lý chưa chắc thì năng lý một lần, năng lý hai ba lần, có nhiều người ba lần bốn lần thì được. Mình phải cố gắng là kiên trì trong cái điều dạy, nhớ là kiên trì trong điều dạy chứ không phải là sợ mà làm những điều gì đấu tranh. Xin tôi chú ý đừng nên đấu tranh, đừng nên đấu tranh, không được dùng bất cứ năng lực gì của mình trị các vị có tâm đại tu. Có nhiều người tu hành hay quá tu kiếp thở ra là dùng đi áp lực trị liền bắt nhốt liền, các nhóm có thành cái điều mình dùng buồn dùng buồn đánh ta dòng không dám làm gì nữa. Nếu như chừng nào dám làm thì cái đấy tự mình chịu dòng biết dòng con quên dòng chỉ khuyên thành tâm sống phải thành tâm sống người họ mình phải biết thương cái việc con tâm đấy chứ cái gì đó khuyên họ vì vậy rồi vừa sanh tử luân hồi giải quyết cái này khổ đau của mà khuyên họ buồn xả quán thủ là trong cơ hội này niệm Phật và thành đại phương cười. Họ nghe chẳng định hỏi bác dù đi rồi họ nghe bác dù đi là một chứng nhận đưa một vị ha nhập tâm nhập độ ở đây này còn phải bất khả tư vô tình. Kể ra bác dù đi là có cái công đức lớn hơn mà bác già đạo đúng 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 bác ngon bác này sẽ không nghe để cho tình thương bác không dám tình mình nghe muôn hoa dạy là quán thân trái chủ phải nhờ vào năng lực của các ban hộ niệm mới được, đúng không sao? Sai. Sao mà bác nói nó đến tất cả là bác cá là gì vậy? Tất cả là gì vậy? Bây giờ nó nói vậy được chạy đâu? Tất cả bác đàn là bác đàn coi như là một vị mà tôi tin là bác cần có cái phước báo lớn. Về nó nói như vậy nha. Muốn hóa giải là quán thân trái chủ phải nhờ vào năng lực của các bạn hộ niệm mới được, đúng không sao? Sai cái chỗ nào bây giờ đây là bây giờ thì phải sai chỗ nào? Năng lực chỉ vậy là chủ này đúng là muốn hóa giải là ông thân đại chủ mà cậy vào một cái năng lực nào đó là sai. Mà người phàm của chúng ta cậy vào cái gì đây? Cậy vào là cái lòng thành sám hối của mình, phải cậy vào cái lòng sám hối của mình. Nếu mà mình không chịu sám hối A Di Đà có giá trị cũng được. Nhớ không chịu sám hối thì nhân quả của mình phải chịu. Nhưng mà sám hối thì nhờ Phật thương tình phóng quang gia chư Bồ Tát gia trong quang minh con này phải đầy cả các pháp, đầy cả từ bi trí huệ trong làm cho chúng sanh khi chưa xuất quang minh con này tự nhiên tâm tính hiền hòa này, tâm tính không khổ đấu tranh này, tự nhiên không khổ đạo ra. Mình phải nhờ mình là người gì được lúc nào nương nhờ Phật tự cố gắng này. Mình không được tự lấy cái năng lực. Cho nên chưa phải nói chỗ nào có đây với chủ nói cái năng lực. Chữ năng lực nó là phải sai cái ý nghĩa. Nhớ chữ chữ. Nhờ thực hành
thần pháp hộ niệm mà nhiều người đã đạt được những năng lực mạnh mẽ có thể chế phục oán thần ác quỷ. Đúng hay sai? Sai. Rồi, tôi thấy được. Nhờ thực hành pháp hộ niệm mà nhiều người đã đạt được những cái năng lực mạnh mẽ để chế phục không thần đầy được. Như vậy cái pháp hộ niệm là pháp bất công đúng sao? Không. Hộ niệm làm điều giải để cho người bệnh cũng được là bản thân đầy được là các vị mà đang khổ đau vì người bệnh cũng chính thành tâm buông quan thuộc ra không đánh pha gì nữa và khuyên họ niệm Phật để trở về tây phương thực tại. Đó là cái chủ đích của phương pháp điều giải trong Phật pháp. Hoàn toàn không có một năng lực nào mạnh mẽ chế phục họ. Xin thưa quý vị, pháp của mình chưa tôi đã thành lập không có bao giờ các tôi là mình phải dùng cái năng lực mạnh mẽ mình bắt các vị bóng thần để dùng cái xích càng lại bây giờ cúi đầu xuống để mà ở chỗ vô không phải nhớ cái chuyện cái điểm này. Cho nên cái những người nào mà tự xưng là mình có năng lực điều giải hộ nhà đấy thôi giờ khuyên một lời hai lời không thì thôi là được bỏ đi đó đó anh không sử dụng nào chỉ tôi biết tôi không làm nên nhớ cái điểm này. Cho nên chúng ta phải lo trước, lo gì? Lo làm lành, lo làm thiện, lo đừng có giết hại chúng sanh nữa. Con kiến, con ruồi có gì không? Có gì không? Có nhìn con gà tổn nhiên, con gì tổn nhiên ở đây dễ dễ dàng như vậy. Ở đây các hạng sự nó giúp rồi, phải không? Còn tiên luôn nhà trước thân tay, có không? Ở đây có nè, có ở đây là cái mối đi. Có nhiều người đó, đó nè. Con muối giết không? Ở Việt Nam này cái miệng này là ai gì là bằng tay gì người mình cũng vượt cái vượt mà giống như người ta biết mà nó dụng đâu cũng chắc chắn có đấy chứ. Tôi đã từng đi tới một niệm Phật cái gia đình ai gì là Phật, ai gì là Phật, cái này đi, ai gì là Phật, ai gì là Phật, kiếm đó, nó lên đến chiếc đó, một tiếng ai gì là Phật, có gì là con, ai gì là Phật, ai gì là Phật, đấy đấy. Có nhiều người không phải là giết một vật ăn, để mà đeo gì đó, hóa độ đấy. Hai người mình hóa độ kiểu gì, trong khi mình giết nó bỏ, nó sợ nó cũng chết rồi, kiểu hóa độ, hóa độ kiểu gì. Không nên kiếm dùng cái tôi thấy cái phương pháp là dùng cái bộ cũng đít đấy bộ pháp cũng đít để mà đem mình cháy kiếm nó đi hết đám cháy chuột thì có thể dùng ớt đi dùng cái dầu bạc hà đấy chuột nó đi hết thật sự đấy nhiều khi mình thấy nó đơn giản một cái mũi thì dùng cái nhang mũi mà mở cửa ra mà đốt thì nó đi hết đấy không cháy nghe cái bệnh chết được chiêu tội mình đã không biết rồi thương làm chúng ta cái tâm mình thương cái một chút nhưng mà được còn nhà này chúng mình thương tình thôi tha cho ông thương chết rồi mà quán thân đái chủ trong thời hình rất khốc liệt người bệnh cần thành tâm sám hối và nhờ ban hộ niệm điều giải mà hộ hết hiệu giải thoát đúng không? Đúng hộ hết là có rất nhiều trường hợp được giải thoát chứ không bị chặt chẽ không phải chặt chẽ có nhiều nào họ có những họ tập đây cũng mạnh quá cho nên muốn điều giải được xin cho biết điều giải trước đi đừng để cho đến lúc lâm nạn được điều giải nên điều giải trước tống cao mà thấy mình ngon lành bỏ đi làm cách điều giải thành tâm sám hối bỏ đi làm cách điều giải đúng không mình còn tiêu chuẩn năm quả giá trị đừng ăn cứ ngủ tạm thời tội hành tiêu hệ ba rô gì đó cũng là cái chấp tội của tay đó cũng là làm tốt người con nào cũng kẹo mình quyết là mình đương kiểu chứ thân lòng phát triển mình bỏ đi mình tôn trọng các ngài thương tình mà họ phát triển giúp đỡ cho mình hôm nay ghét người này ghét người nào bỏ đi tại vì mình ghét người ta làm một chút mà mình ghét thì mình chắc có mối luôn cái mối luôn người ta làm sao mình đã không ghét bỏ đi phóng thanh nên là để giúp trợ cho chúng ta thoát cái nạn chết bây giờ mình là tầm sáu mình là bắt cổ bắt cái gì đó để mình về nhậu chết hạ bỏ đi tự nhiên
sợ này cũng đang làm việc. Thì xin thưa quý vị, đến đây là hết cái chương thứ 8, còn một chương thứ 9 là giờ mình sẽ cố gắng làm sao trong vòng 5 ngày này để mình giải quyết cho được cái chương thứ 9 này, chúng ta coi như là viên mãn và coi như là cho mình nó